Rồi, xin chào tất cả anh em ha. Thì chiều lại tiếp tục lên cho anh em một cái lô máy hôm nay 13 cây nha anh em. Có cỡ không ha. Giá hôm nay rẻ nhất cho anh em là 1.3 nè. Con Maru này mới nha anh em. Và con cao nhất hôm nay là con này là con Gobin 4 thị nha anh em, 40 ly nè. Tum gờ tum lớn luôn. Con này thì nó bằng với thằng GX35 nha, mà con cái là cái dạng nó hơi xấu xíu cho nên là giá nó rẻ hơn rất là nhiều so với thằng GX35 luôn. Leo lưng thì có con Maru 20 tum gờ anh em, Kawasaki TD33 nè, 37 ly ha. Echo 15 anh em, dòng này mới nè, hai kim trả lực luôn. Một con Gobin bướm anh em, NB30 bình xăng trên ha. Con này thì con Maru 23 áo màu hồng anh em, tum gờ luôn. Một con Echo 24 trợ lực nha anh em, 34 ly nè, bình xăng con là hai kim mới ha. Phía trên thì có cho anh em một con Maru 23, con này tâm lì nha anh em, tình trạng nguyên bản nè, áo dần khè trắng tươi luôn. Một con Echo khủng long cỏ nè, con này 1.5 ha. Còn con bên đây thì 1.4, hai con này thì nó chênh lệch nhau là 2cc nha. Giữa thì có con Mitsubishi 140 nè, Bugi đứng nha, cũng là tâm gời luôn nè, dẹt ba con tâm gời không. Con này Maru 20 nha anh em, con này thì anh em dùng gia đình nè, cắt cỏ nhỏ nhỏ nè, rất là tiết kiệm xăng luôn. Nè, con đầu tiên là con Maru 23 đời mới nha anh em, 32 ly ha. Anh em chốt máy liên hệ trực tiếp số điện thoại của em 0917414042, số này có Zalo nha. Kênh YouTube của em là cửa hàng Mai Giang Tèo ha. Hình thức mua bán của anh em khi mà anh em chốt hàng thì sẽ được bao ship tận nhà, không cần phải đặt cọc và sẽ được kiểm tra hàng trước khi nhận luôn. Đó, lô buổi chiều là em tiếp nối cái chữ cái buổi sáng nha anh em, là từ cái con là con C20 và cái con cuối cùng ở dưới là con C32, là tổng cộng 13 cây ha. Địa chỉ cửa hàng của em là ở ủy ban xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Những anh em lần đầu tiên xem clip nhớ cho em một nút đăng ký kênh ha, cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi, phụ tùng theo cho anh em thì vẫn là 6 món anh em. Vô con đầu tiên là con C20 ha. C20 là cái con Maru 23 anh em, Maru này đời mới nè. À, nồng con này 32 ly, 23cc anh em. Giá rẻ mà lại thơm là nguyên bản nguyên zin cho anh em 100% hết luôn. Và nó chạy bình xăng con là quanh gồ ra ngang luôn nha anh em. Tâm là tâm lì, tâm nhựa ha. Máu áo màu cam nhìn cũng khá là sáng nè. Con này nó đặc biệt ở chỗ là cái bình xăng đó anh em, nó hỏng khá là cao so với cái hộp bô luôn. À, cái này nó hay là hay chỗ này nha anh em. À, anh em nhìn nè. Rất là hay luôn ha. Quá tuyệt vời luôn nha anh em, một thiết kế rất là cao nha, đời cực kỳ cao luôn. Con này thì công tắc nằm trên tay cho mình luôn và ga là ga kéo ha. C20 giá 1.300.000. C21. C21 là con Maru 20, nồng là 30 ly, 20cc nha anh em. Con này thì tình trạng nguyên zin nguyên bản cho mình hết luôn nè. Đó, bình xăng thì còn trắng đẹp nha anh em, áo thì còn xanh giờ luôn ha. Tum là tum liền, tum nhựa cho mình nha. Công tắc ấn nha, ở đây thì con này công tắc zin nó hơi bị cứng á, cho nên là em có thay qua anh em cho anh em thành công tắc mới luôn nè. Cho ấn cho nó dễ nha anh em, ấn rất là nhẹ nhàng cho mình luôn. Bình xăng đẹp, áo cũng còn rất là sáng luôn ha, chưa có nắm khói luôn nè. Quá đẹp luôn. C21 giá 1.350.000. C22. C22 là cái phiên bản Echo của loan cỏ nha anh em, nồng thì vẫn là 32 ly, nhưng mà con này là dạng là 23cc nha anh em. Bình xăng con của nó là hai kim mới nè, bình xăng lớn thì của nó là zin nguyên bản nha. Lốc nè, rất là đẹp cho mình luôn ha, ngăn nắp liền lạc, không bị nứt, không bị mẻ mấy nào nha. Tum gời, tum nhôm cho mình luôn. Đây, quá ok luôn nha anh em. Con này thì nói chung mà anh em cắt cỏ mà anh em cắt bằng cước á, thì lấy mấy con này chạy cũng rất là khỏe luôn nha anh em. Hoặc là anh em có nhu cầu gắn thêm cái bơm nước á, để anh em bơm cũng rất là ngon ha. C22 giá 1.400.000. C23.
C23 là con Mitsubishi T140 ha, nòng 32 ly 23cc nha anh em. Con này là phiên bản bogie đứng nè. Anh em đang cần một con máy mà để là vừa cắt cỏ mà vừa có thể tháo gề đầu máy mà gắn xịt thuốc luôn á, mà giá rẻ phải chăng đấy ha, thì anh em lấy con C23 này nha. Tại vì tum là tum gề tum 260 cho mình luôn. Tum này thì anh em cần thì có thể tháo đầu máy gề được luôn. Bình xăng con của nó là hai kim mới nè, bình xăng lớn của nó là zin nguyên bản nha anh em. Con này thì nó công tắc ấn, công tắc làm đây nha. Công tắc ở phía trước chụp giật cho mình luôn nè. Rất là dễ tắt nha anh em. Áo thì đỏ ao ha, rất là đẹp cho mình luôn. C23 giá 1.400.000 ha. C24. Cực kỳ phao luôn ha anh em, nghe tiếng máy nó rất là gông và chạy rất là đều máy ha, không có bị sựng giữa chừng ha. Nòng con này 32 ly nhưng mà nó được cái là tới 25cc nha anh em, nó khỏe hơn con này 2cc nè, cho nên giá nó mắc hơn 100.000. Cũng là một cái phiên bản dòng Metro cũng lâu ăn cỏ, nếu anh em dùng mà để cắt cước cũng rất là ngon, hoặc là anh em có thể bơm nước cũng được. Thì cái dòng này anh em bơm nước thì đi rất là xa nha anh em, tại vì nó tới 25cc lận, mà phiên bản này là chạy rất là khỏe nha, phiên bản áo sắt ha. Bình xăng con của nó là hai kim mới nè, bình xăng lớn thì nó là zin nguyên bản nha anh em. Lốc thì cũng rất là ngăn nắp liền, là không bị mẻ không bị bể nha. Tum là tum gời tum nhôm cho mình luôn nè, tum màu quạt luôn nha anh em, rất là đẹp cho mình luôn. C24 giá 1.500.000. C25 C25 là con Maru 23 nha anh em, nòng 32 ly, 23cc ha. Con này thì tình trạng là nguyên bản nguyên zin cho anh em 100% hết luôn. Và áo nó là áo màu vàng sáng nha anh em. Bồ cũng rất là đẹp cho mình luôn nè. Mặt tiền thì chưa có nắm miếng khối cho mình luôn. Bình xăng lớn là nguyên zin nguyên bản luôn nha anh em. Bình xăng con của nó là ga ngang quanh gồ cho mình luôn nè. Một trong những bình xăng con rất là tiết kiệm xăng luôn ha. Tum liền, tum nhựa ha. Con này thì nó dùng công tắc zin nha anh em. Đây ấn vô cái là tắt nè, rất là dễ cho mình luôn. Con này thì nói chung anh em dùng gia đình cũng được, hoặc là anh em cắt cỏ cứng cũng được. Cắt cỏ cứng thì anh em cắt bằng lưỡi, còn mà anh em cắt cỏ nhỏ thì anh em cắt bằng cước ha. C25 giá 1.500.000. C26 C26 là con Echo Kiwis 240 nha anh em, nòng 34 ly 24cc cho mình nè. Con này thì được cái là chụp giật trợ lực luôn, và nòng 34 ly thì con này anh em đập cước được luôn ha. Rồi con này bình xăng con của nó là hai kim mới ha. Tum con này thì nó là tum liền tum nhựa nha. Đây, tum liền tum nhựa nha anh em. Chụp giật trợ lực có giật thèo luôn, cho nên là anh em nào mà dùng gia đình thì xài mấy con này á, giật nó rất là nhẹ luôn, nhất là chị em phụ nữ đồ xài cũng rất là ok luôn. Máy nhỏ gọn mà giật lại có trợ lực nữa ha. Con này thì công tắc nó nằm trên tay nha anh em, trắng cỏ thì trắng cỏ zin theo cho mình luôn. Nói chung là zin toàn bộ hết, chỉ có cái bình xăng con là mới thôi. C26 giá 1.500.000. C27 C27 là con Maru Yama MB 2003 ha. Con này nòng cũng là 32 ly, 23cc, cũng là một cái dạng khác. Nếu mà anh em cần một cái con máy giá rẻ mà để gắn xịt thuốc được và dùng gia đình đó, thì anh em lấy con này cũng ok nè. Con này thì nó tum gời, tum nhôm, mà tum là tum 260 luôn nha anh em. Anh em còn hay gọi là tum nhỏ đó, gắn vô mấy cái thùng nhỏ nhỏ xịt đó. Thì mà cái con này nếu mà anh em gắn vô cái thùng mà cái ti mà ti Trung Quốc á, bơm Trung Quốc mà bơm ti á, bơm cũng rất là khỏe luôn nha anh em. Bơm của hàng Trung Quốc hay chứ chạy rất là ngon nha. Nó tới ly mà ly 2 thì đó, bởi vì chạy rất là bốc. Tình trạng là nguyên bản hết cho mình luôn nè. Mặt trước thì không có nắm khối nha anh em. Bình xăng con thì nó là ga ngang quanh gồ. Đây, trong lốc là có dập mắt in da băng cho mình luôn. Con này công tắc ấn nha anh em. Zin nguyên bản hết cho mình luôn nha. C27 giá 1.550.000. C28
28 là con Gobin NB30 nha anh em. Nồng con này thì nó 36 ly 30cc. Con này nó ngon ở chỗ là bên em đã cải tiến lại cho con này là thành bình xăng con 2 kim zin nha anh em. Máy khỏe mà chạy rất là tiết kiệm xăng luôn. Đó, đây nha anh em. Bình xăng con 2 kim cho anh em luôn. Rất là xịn sò luôn nha anh em. Là bên em đã cải tiến được bên cái chỗ này ha. Thường thì bình xăng trên là xăng ở trên đổ trực tiếp xuống cho nên nó rất là ăn xăng. Đó, này đổi là cho anh em 2 kim luôn, cực kỳ xịn sò nha anh em. Công tắc ẵn cho mình nè ha. Con này thì nó tum gời, tum lớn, bố lớn luôn nha anh em. Ốp eo xịn cho mình luôn. Và đặc biệt nó đang dùng là ống cần to, ống cần 28 nha. Nếu mà ống cần này anh em cần á thì anh em có thể là tháo gời cái đầu máy anh em gắn xe đắt được luôn. Ống cần này nó rất là phù hợp cho anh em gắn xe đắt luôn ha. C28 giá 1.900.000. C29. C29 là con Echo Kiwi 315 ha. Nòng 36 ly, 31cc anh em. Con này là con Echo đời mới nè. Đây nó có chữ new anh em, new có nghĩa là mới đó. Nòng con này thì nó 36 ly thì nói chung anh em dùng mà để cắt cỏ bằng cước là rất là ngon anh em, còn cắt có bụi anh em cắt bằng lưỡi cũng rất là khỏe luôn. Bình xăng con của nó là 2 kim nha anh em và chụp giật là trợ lực cho mình luôn nè, trợ lực có giới thiệu luôn, gọi là chụp giật trợ lực lớn đó. Bình xăng lớn còn trắng đẹp cho mình luôn nè. Thấy không? Trắng đẹp luôn nha anh em. Tum con này là tum nhôm, tum liền ha. Nước sơn thì còn rất là ok nha. Đó, cũng còn khá là đẹp nha anh em. Màu cam nguyên si nguyên bản hết cho mình nè. Công tắc thì nằm trên tay cho mình luôn, giúp cho anh em tắt mở máy rất là dễ luôn ha. Với lại con này á, cái kiểu dáng á, nó to á anh em, nhìn nó khá là chắc chắn luôn, nhìn rất là kịch cộm và dày dặn cho mình luôn. C29 giá 2.400.000 ha. C30. C30 là cái con Gobin EH35 nha anh em. Nòng là 40 ly, 35cc. Còn nếu tính theo ngựa là nó 1 ngựa rưỡi nha anh em. Là nó bằng với cái đời của thằng gửi 35 đó. Chạy rất là khỏe luôn nha anh em. Mà kiểu như là cái kiểu dáng cái áo nó anh em nó hơi bị chạy xước chỗ này nè. Nó hơi xấu hơn nhiều. Cho nên là giá em bán chỉ 2.700.000 thôi. So với giá gửi 35 nó rẻ rất là nhiều luôn nha anh em. Nguyên bản hết cho mình luôn nè. Bình xăng con là zin nè. Bình xăng lớn cũng là bình xăng zin luôn nha anh em. Lốc máy thì còn rất là đẹp cho mình luôn ha. Tum là tum gời, tum lớn, bố lớn cho mình luôn. Đây. Đó, tum này tháo gời được nha anh em. Ống láp thì ống láp nó xay ha. Cái này thì nó giúp cho anh em là cắt trong ngóc trong ngách đó. Thì chỉ việc xay cái cần láp thôi. Cái đầu máy sẽ vẫn giữ nguyên cho mình. Thì đây nó có cho móc cái đeo. Thì khi mà anh em quải lên thì sẽ cố định lại. Anh em xay thì xay cái ống láp thôi. Rất là hay luôn. Đây, nó chạy xíu này nè anh em. Nó làm cái con máy nó xấu đi. Cho nên là giá của nó cũng giảm đi nhiều luôn á. C30 giá 2.700.000 nha. C31. C31 là con Kawasaki TD33 nha anh em. Nòng 37 ly, 33cc. Anh em kiếm một con máy cắt cỏ đồi gõ cứng đó mà giá 2 triệu quay đầu thì có con C31 này cho anh em là cực kỳ hợp lý luôn nha anh em. Con này bình xăng lớn thì đã thay mới nha, còn lại thì nguyên zin nguyên bản hết cho mình luôn. Tại vì cái phần này phần nằm trên đó anh em cho nên thường nó bị bể rất là nhiều luôn á. Thường mấy thằng bình xăng trên thằng bãi về là nhiều, cực kỳ nhiều luôn. Cho nên đa phần là lâu lắm mới được con bình xăng zin anh em. Ốp eo zin cho mình luôn nè. Ủa cái ốp e zin cho mình luôn nè. Thì bình xăng trên thì sẽ có chỗ khóa xăng cho mình nha. Anh em xài rồi á thì anh em khóa cho nằm ngang như này cho xăng có đường xuống. Còn khi nào anh em xài anh em mở xuôi xuống gì nha. À, tại vì mình khóa là gì nè, cho xăng đường xuống thì nó ví dụ như anh em có lặt tới tu nó có không có ngợp cái đông tu nữa. Còn anh em mở xăng là xăng nó chảy xuống là ngợp cái đông tu á. Tum con này là tum lớn, bố lớn luôn nha anh em, tum nhôm cho mình luôn nè. Công tắc ắn luôn ha. Còn cái chân chối chổi thì nó bao cao cho anh em luôn. Rất là cao luôn nha anh em. Ống láp con này cũng láp to luôn ha. Anh em cần thì cũng có thể tháo cái xe đắt được luôn.
nó vừa luôn nha anh em. C31 giá 2 triệu ha. C32. C32 là con Maru MB200 nha anh em. Con này thì nói chung phù hợp cho anh em dùng gia đình thôi. Anh em nào cắt cỏ cứng thì đừng lên lấy con này, tại vì con này nó hơi yếu nha anh em. Phù hợp dùng gia đình thôi. Nòng 30 ly 20cc, tình trạng thì máy móc nguyên zin nguyên bản hết cho mình. Bình xăng con thì nó là bình xăng con quanh gồ nha anh em. Tôm con này được cái là tôm gờ, tôm nhôm mài nước sơn thì chưa bị chóc cái nào luôn, rất là đẹp cho mình luôn. Đây ha, màu đỏ nguyên xi nguyên bản cho mình luôn nha. Rồi ốp lưng dây đeo cũng đầy đủ cho mình hết luôn. Dây đeo quá mới luôn nha anh em. Dây đeo phải gọi là như chưa xài luôn nè. Da rồi còn mới chát luôn ha. C32 giá 1 triệu 400 nghìn. Rồi anh em chốt máy liên hệ số điện thoại của em ha. Chào tất cả anh em nha.